Tổ sư Ứng Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 9. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Lá thư số 30. Thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi. Lá thư số 2. Hơn nữa, một pháp trì chú gần giống với kháng thoại đầu. Do kháng một câu thoại đầu không có nghĩa gì, nên dứt được phàm tình phân biệt, chứng chứng trí vốn sẵn có. Trì chú chẳng biết được ý nghĩa câu chú, chỉ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc kiệt tấm lòng thành đến cùng cực, sẽ tự được nghiệp tiêu chí rằng, chướng hết phước cao, lợi ích chẳng thế nào nghĩ bàn cho thấu được. Nghi thức lễ Phật đối với người rất bận, chẳng cần phải lập riêng, chỉ cần chí thành khẩn thiết xứng niệm Phật hiệu, thân lễ dưới chứng Phật, ắt phải thành kính như Phật đang hiện diện là được rồi. Cõi đời đang nhầm lúc kiếp trượt, giết cướp lẫn nhau, chẳng có đạo bộ nào để hộ thân, quyết khó thể vĩnh viễn không bị họa hại. Cái gọi là đạo bùa hộ thân cũng chỉ là chí thành lễ niệm A Di Đà Phật mà thôi. Nhưng Quán Âm đại sĩ bi nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ hay cảm liền ứng, hãy nên ngoài lúc sáng tối lễ niệm Phật ra, hãy kèm thêm lễ niệm đại sĩ, thì sẽ ngấm ngầm được gia bị, tự có thể chuyển họa thành phước, gặp nạn mà hóa ra lành, nhưng chẳng tự biết. Đây chính là cách của kẻ ngờ nghịch lánh ngoài cõi đời này, dùng làm phương pháp vì chi kỷ cứu đời vậy. Có thể nói là khắp cuộc đời không ai chẳng thể cứu, chỉ có người chẳng chịu hành theo pháp này thì đành chẳng biết làm sao được. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên quyển 2. Lá thư số 31. Thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập. Lá thư số 4. Do người ở quý địa trọng quốc để bán, nếu có thể dùng lòng chí thành trì chú đại bi vào nước sạch 108 lần, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quốc, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dầu quốc có sâu quyết cùng chẳng đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sanh nữa. Nếu chẳng biết trì chú đại bi thì niệm chú chuẩn đề, hoặc chú vãng sanh, hoặc tâm kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ chí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 1.000.000 tiếng, trước hết cúng sẵn một chén nước sạch, niệm xong bèn đem tới cây để rưới. Lúc đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm, đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hằng ngày thường niệm, hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định xum xuê đắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lời. Nếu có thể y theo điều này, quốc chẳng sanh sâu bò, say quả, thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu, khó thể chẳng bắt. Phải làm sao cho sâu đừng sanh sản thì mới là cách giải quyết căn bản. Chứ sâu bọ đã sanh sôi mà chẳng bắt,
chắc chắn sẽ không thể làm được. Phàm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dễ theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thực sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng. Cả làng sẽ đều cũng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Đối với chuyện tuyên giảng thì rất tốt, nhưng cần phải có người sẵn có công phu. Nếu sự việc bận bịu cùng cực, rảnh rang đâu mà tuyên giảng. Muốn giáo hóa khuyên dạy một làng thì trước hết hãy nên khởi đầu từ chuyện này. Đấy gọi là pháp chẳng khởi lên một mình, ắt phải có nhân duyên thì mới có thể phát khởi được. Phàm là người tu hành, ắt phải có tâm địa tốt. Tâm địa tốt lại còn cung kính, chí thành, chọn chẳng có khi nào không linh. Tâm địa bất hảo lại chẳng cung kính, đã không có cảm thì làm sao ứng được. Sự lý này là lẽ tất nhiên, xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm thay. Nếu thường niệm, không cần phải niệm trọn Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là được rồi. Phàm bị bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng trị lành được, và phạm phải quý thần, phạm hồ ly, niệm Quan Âm sẽ có thể giải trừ, tiêu diệt, xua tan quý thần hồ ly. Phàm gặp những nguy hiểm như nước lửa, ác thú, ác nhân, vân vân, nếu chí thành niệm sẽ có thể chuyển biến hoặc giảm trừ lớn lao. Nếu kẻ nào tâm không chí thành và có tâm nghi hoặc không tin, cũng như tâm ôm ác niệm muốn thành tựu chuyện ác, sẽ không có hiệu nghiệm. Nếu ông có thể chân thật làm như thế, giáo hóa hướng dẫn như thế, thì làng ông sẽ có thể trở thành ngôi làng Phật giáo, nhà nhà Quán Thế Âm, người người Di Đà Phật. Thiện chi thức xuất thế chính là do thiện nghiệp của hết thảy chúng sanh cảm thành. Mọi người đều tạo nghiệp ác, nên thiện chi thức chẳng còn thấy nhiều. Vào đời Tống, trong pháp hội của Viện Thông Bổn Thiền Sư, có 200 môn nhân đại triệt đại ngộ, những hạng khác thì 100 mấy chục người, hoặc mấy chục người động lắm. Nay thì tìm một hai người đại triệt đại ngộ còn không ra, Như Quang đâu đáng kêu vào số ấy. Coi quan là chi thức là vì trong pháp môn không có người vậy. Đại sĩ tuy ôm lòng tầm thanh cứu khổ, nhưng chúng sanh chẳng sanh lòng tin tưởng, sẽ chẳng thể cảm ứng đạo giao. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, nếu ở dưới chỗ úp sẽ chẳng được chiêu đến. Tâm cầu đại sĩ tức là đã đủ lòng ngưỡng vọng, lật chậu lên há chẳng được chiếu soi. Quỷ thần có tà có chánh, tà quỷ thần là loài yêu ma, thực sự mong được con người kính nể. Chánh quỷ thần là thiện thần bảo vệ đất nước, che chở nhân dân. Nếu cầu đại sĩ, cô nhiên chẳng cần phải cầu quỷ thần. Như đã được lòng vua thì dân tự thuận theo. Hơn nữa, quỷ thần mới ra
cứu được tai nạn nhỏ, chứ không thể cứu được định nghiệp. Còn đại sĩ thì nghiệp lớn nhỏ, định hay bất định đều cứu được hết. Chỉ do người ấy có lòng thành hay không mà thôi. Ông đã đọc hai bài Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận, tức là bàn về giúp càng lòng thành mới được lợi ích thực sự, và Chỉ Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận, tức là luận về chỉ kinh được lợi ích tùy theo tâm hay chưa. Phật chẳng cứu người, người tự cứu. Lời nói ấy của ông phát xuất từ tâm nghi. Nếu ông thực sự ngộ được lý này, thì niệm đại sĩ, niệm Phật, dẫu đại sĩ và Phật toàn ngăn trở cũng không thể được. Tuy là chúng sanh tự độ, nhưng chẳng nhờ vào đại sĩ và Phật làm tăng thượng duyên sẽ chẳng thấy được. Biết lý này, dẫu cho Pháp Sư Đế Nhàn bệnh chẳng lành, cũng chẳng nghi đại sĩ có chỗ chẳng thâu đến. Mà Ngài Đế Nhàn đã giảng kinh trong tháng 7 năm nay, ông chưa nghe hay sao? Đại trượng phu sống trong thế gian, hễ luận nói đều dựa theo lý mà trình bày thẳng thừng. Sách ngoại đạo bán Phật quá nhiều, làm sao hủy hết được. Cần phải hiểu rõ đúng sai, cùng cho nên học theo kẻ ngu trong chúng làng quê, chỉ mong được người khác gọi là ngu cẩn, tức là chân thành chất phát. Nếu gặp tình thế bất tiện thì chỉ nên lặng thinh, chọn chưa nên, đúng cũng tốt mà không đúng cũng hay. Nếu là đúng mà nói tốt thì có công đức, nếu không đúng mà cũng bảo là tốt sẽ mắc tội lỗi. Một lời làm người chắc nhiều đời sẽ chẳng thể tiêu được nghiệp báo. Hả nên lầm lạc học thối, mong được người khác ưa thích ư? Đối với những sách chọn chẳng có lợi ích gì thì tốt hơn nên đút đi. Nếu lâm vào tình thế chẳng thể làm như vậy được, thì cũng nên làm cho những người cùng hàng đều biết điều tệ của sách ấy. Như vậy là được rồi. Dùng rượu đại khách cũng nên giảm bớt. Vì sao vậy? Do rượu là thứ dẫn dắt tội lỗi. Phạm mọi chuyện chẳng như pháp đều do rượu giúp cho phát khởi. Phạm mọi chuyện có lợi ích đều bị rượu phá hoại. Vô vũ ghét chỉ tử, trong đạo Nho đã dạy như thế. Uống chi tự mình muốn vãn hồi phong tục suy đồi, lấy thân làm gương ư? Xin hãy ở trong vòng bè bạn, học trò, xóm giềng, người quen biết, điều ra rã khuyên nhủ về nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu có một hai kẻ tin tưởng, sẽ như lửa mới nhóm, như mạch suối vừa mới trào, trong tương lai ác sẽ mạnh mẽ dập tắt được thôi sâu, mở mang rộng rãi phong thái tốt đẹp. Huống chi nếu chính mình thực sự xuất phát từ lòng chân thành, quyết chẳng phải chỉ có một hai người nghe thế mà thôi. Những điều ông nói khá có lý, nhưng phải tận tùy thực hiện thì người ta mới thuận theo. Nếu không, chỉ là bày vẽ ngoài mặt sẽ giống như kép hát diễn tuồng, khổ sướng buồn vui đều chẳng phải từ trong lòng phát ra. Người ta phần nhiều cũng nghĩ là mình đang giả vờ,
nên chẳng thể có sự cảm xúc trong lòng được. Hiện thời chiến tranh liên miên, hãy nên chuyên tinh dốc trí niệm Phật và niệm Quán Âm, cũng như khuyên người nhà và hết thảy những người hữu duyên điều niệm. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn, coi thường. Trong kinh, phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô. Ha nên tự lập chương trình. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Chánh Biên quyển 2. Lá thư số 32. Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm. Lá thư số 1. Bệnh cùi ở quý địa chẳng biết có hay không. Nay đem gửi cho ông hai tờ truyền đơn. Nếu ai bị mắc bệnh thì sang năm sau chiếu theo toa thuốc ấy mà chế thuốc. Nếu không cứ tùy tiện tặng cho người khác, hoặc cũng có thể giữ lại để làm căn cứ trị chứng bệnh ấy. Bệnh này từ trước đến nay các y sĩ Trung Hoa ngoại quốc đều có thể chữa hoàn toàn dứt tận gốc được. Toa thuốc này chẳng cần phải tốn tiền mua thuốc, chỉ tốn công sức, củi đốt lại hoàn toàn chưa được tận gốc. Vì thế, ông Trương Dân Ngu cực lực đề xướng để mong khắp cõi đời đều biết. Hơn nữa, phương Nam người bị chân sưng phù rất nhiều, dùng đu đủ tươi bọc vải buộc lên bắp đùi, bệnh thủng liền tiêu. Nếu không có loại tươi thì dùng đu đủ khô cắt miếng từ các tiệm thuốc để buộc cũng có hiệu quả lớn lao. Một cụ già dẫn người con gái 25 tuổi cùng đến quy y, nói đùi con gái bị phụ thủng đã 7-8 năm rồi. Quan bảo niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để tiêu tốt nghiệp, lại bảo mua đu đủ. Không có loại tươi thì dùng loại đu đủ khô cắt miếng để buộc. Chưa đầy 4 năm ngày đã hoàn toàn lành bệnh. Hơn nữa, cô gái ấy mắc bệnh này đã 7-8 năm, chắc cũng đã từng chữa trị, mà sao họ chẳng biết cách chữa tuyệt diệu này. Cư sĩ theo người y chắc cũng đã biết rồi, nhưng cũng chẳng ngại gì thưa trình lại để làm phương tiện, hệ thấy liền làm cho thuận tiện vậy. Ngày 12 tháng 6. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tạm Biên quyển 2. Lá thư số 33. Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Vừa nhận được thư, biết Nho Phật tâm pháp nơi quý địa do một vài ông gánh vác, mừng rỡ vui sướng không chi bằng. Chuyện ông khen ngợi Bất Huệ gần như rất vào kiều cách khách sáo thế tục, khoe mắt cá quý hơn bầu châu, đúng là coi tất gỗ trội hơn lầu cao, khiến người thẹn thùng không chỗ lánh. Quan chỉ là một ông tăng tầm thường, không có pháp gì để tự dùng, thường ăn xin nơi cửa bậc trưởng giả đại phú, thấy những cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ, bèn nhặt lấy để tự nuôi thân. Ai không hiềm hôi chua
thì cũng đem những thứ ấy trao lại. Từ Uy Như nghĩ những thứ ấy có ích cho người đói, nên nhiều lần lưu truyền. Tùy ý nghĩa có thể chấp nhận được, những văn từ chẳng đáng xem. Chẳng ngờ rốt cuộc làm bẩn mất xanh của các hạ, cảm thấy hổ thẹn khốn xiết. Bộ phận sau hiện tại được in 2 lần là vì mùa hè Uy Như về cũ tang mẹ rời Bắc Kinh, nhờ người bạn dạo chánh đối chiếu. Do người hiểu biết ấy không chú tâm, nên đến nỗi sai ngoa mấy mươi chỗ. Mùa xuân năm ngoái, Uy Như lại yêu cầu Thượng Hải Thư Vụ Ứng Thư Quán in soạn riêng và giữ lại bản lưu. Lần này dạo chánh đối chiếu khá kỹ càng. Đến tháng giêng mùa xuân năm nay in xong, in được 2.000 bộ, trừ hết tháng giêng đã bán sạch. Nhà in bận biểu nên chưa rảnh để in lần nữa. Về sau do những người muốn thịnh sách nhiều lần thôi thúc, nhà in bèn thừa dịp rảnh rỗi in trước 1.000 cuốn để cung ứng. Đời sau này rảnh rỗi sẽ in nhiều hơn. Nay kính dâng lên ông 2 bộ, mong ông hãy xét duyệt. So với 2 lần in ở Bắc Kinh, bản in lần này nhiều hơn 30 thiên. Trong bộ sách này, những ý chỉ, chánh tâm, thành ý, dốc lòng thành, cặn lòng kính cũng được phát huy đại lực. Hồng đối trị thối hướng ngoại mong cầu, cũng như cái bệnh phong túng không kiêng dè của người hiện thời, cũng có ích đôi chút cho người sơ học. Nếu bậc Thuận Tông Thông Giáo trông thấy không khỏi phát ói. Nhưng nếu quả thật họ ói sạch những thứ thức ăn nặng nề chẳng tiêu của tông của giáo, thì những thứ cơm thừa canh cặn này cũng có thể bồi bổ nguyên khí. Đợi khi nào sức lực sung túc sẽ lại dùng tiệc vua, thì mới được lợi ích thật sự. Ở Tứ Xuyên, nếu có những người chẳng hiềm chua hôi, thì hãy nên thay cho chi nhánh thương vụ Ấn Thư Quán đại diện phất hành ở đó cũng được. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào hợp căn cơ, hãy nên lắng lòng đọc kỹ Tịnh Độ Quyết Nghi Luận sẽ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Còn như bảo dùng Phật pháp hỗ trợ đạo nho, cùng hành 2 pháp, ngõ hầu hết thầy mọi người đối với pháp thế gian là chân nho, đối với pháp xuất thế là chân thích. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy Tịnh Độ làm chánh. Nếu là hạng người bình thường cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo. Chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kiêm tu pháp xuất thế, tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì ngu phụ cẩm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy lường, suốt ngày thần thức biệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngu phụ niệm Phật dễ được lợi ích.
bậc đại thông gia, nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được, nhập vào bọn cuồng nữ kia. Một pháp thâm thiền chẳng phải là pháp có người hiện thời nên học. Dù có học cùng chí thành, chí kiến, văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiền chi thức đề trì, quyết chạch cho. Hai là cái học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là thâm thiền, nhưng thực ra là hiểu lầm. Trong những bài tổng giáo bất nghi phóng lâm luận, tức là luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo, và tịnh độ quyết nghi luận, Quân đã trình bày đại khái. Con người hiện thời bất luận thượng trung hạ căn đều phải chuyên chú, tận lực giữ vẹn luân thường, đề cao lòng kính, giữ lòng thành, tinh sâu nhân quả, trọng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thọc đầu chẳng xét thấu nhân quả, thì sau khi thụng tông thông giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Hễ hiểu lầm nhân quả thì độ lạc ắt có phần, không vô đâu xíu thắng được. Đừng cho lý này là thiên cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi rất có thể sẽ chẳng lãnh hội được những chuyện đại nhân quả nói trong kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng. Như Vạn Xương Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, vân vân. Ở Trung Hoa thư cục có Cảm Ứng Thiên vận biên, là tác phẩm chú giải bậc nhất về Cảm Ứng Thiên từ xưa đến nay. Văn và lý đều hay, có hai bản. Hãy đọc nhuần nghĩ kỹ rồi hành theo, thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều được liễu sanh thoát tử. Năm ngoái Quan Tường khắc An Sĩ Toàn Thư quả thực là một bộ sách quan trọng, khiến cho đời yên dân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tài vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tôn Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quan Âm. Về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ Văn Sao Dự Tệ của Quan từng nhắc đến nhiều lần, cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Tông, mà đối với bộ Văn Sao của Quan cũng chỉ cưỡi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những sự việc thuộc về mặt thô mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ lòng thành,
thì cũng là phạm luật. Nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm đồng niệm thường hợp với Phật thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sinh tử. Chọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân. Người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu lên địa vị thánh. Một đằng cây vào tự lực, một đằng là nướng theo Phật lực, lại kim tự lực. Hai đằng khó dễ, khác nào trời với vực. Thường có kẻ thông minh xem chẳng lan sách thiền, biết được mùi vị ấy bèn muốn lấy thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thổn suốt. Đấy đều là hàng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, làm lạc tự cho mình là cao quý. Chi kiến như thế chọn chẳng thể nương theo. Nếu nương theo chi kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần vẫn không có hy vọng gì được liễu sanh thoát tử. Mong hãy xem kỹ bộ văn sao của quan, ắt sẽ tự biết. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên quyển 2. Lá thư số 34, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Lá thư số 17. Hả nên nói lắm lời sâu rộng như vậy. Cái tập khí hư huyễn hời hợt ấy, người học đạo chớ nên có, huống là chức bậc thầy càng chẳng nên nói ơ. Người Nhật mặn tâm cọc sói, muốn thuận tính nước ta. Nước ta lắm kẻ lén ăn hối lộ của Nhật, làm cho săn cho bọn chúng, đến nỗi bọn chúng càng lộ vẻ hung hăng dữ tợn hơn. Nếu không có ai chịu để cho chúng sai khiến, chúng chọn chẳng đến nỗi ngang ngược như thế. Ở Tu Châu hằng ngày dẫm ba lần có phi cơ Nhật bay qua, lúc đầu ném bom mấy chỗ, gần đây chỉ bay qua mà thôi. Người Tô Châu mười phần lãnh đi hết bảy, nhưng tị nạn ra ngoài ô càng khổ lắm. Những người không tị nạn còn an vui một chút, quan già rồi một bước cũng không thể di động được. Chưa đáng chết thì nói chung sẽ chẳng chết. Hễ phải chết, thà chúng bom mà chết, chứ chẳng chuyển giờ đi đâu để phải chịu khổ oan uổng như thế. Sữa độc, sữa của người mẹ nóng giận, giết trẻ nhiều hơn do phá thai hay chấn nước con gái. Chấn nước con gái, đây là một hủ tục ở thôn quê Trung Hoa thổ xưa. Trong năm đói kém, nếu sinh ra con gái, đứa bé ấy sẽ bị bố mập cho chết đói hay chấn nước cho chết. Chỉ giữ con trai lại với mục đích nối dòng. Cách này cũng áp dụng nếu người mẹ sanh quá nhiều con gái nhưng chưa sanh được con trai. Tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này. Kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng, chẳng biết
đấy nào phải do số mạng. Phàm nữ nhân tánh tình nóng nảy, con cái họ phần nhiều bị chết. Nổi nóng lên cho con bú, con sẽ bị chết vì sữa hóa độc. Dù không chết cũng lắm bệnh, nổi nóng nhỏ nhỏ sẽ thành bệnh. Nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước. Nếu không, chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh. Gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong, tai họa thường thấy hàng ngày. Đây quả thực là nền tảng để lập gia lập quốc vậy. Hơn nữa, hiện nay chiến sự khốc liệt cùng cực, từ trước đến nay chưa hề có. Về sau này, những vũ khí hung bạo càng tinh diệu hơn, nhân dân càng khó sống còn. Bất luận già trẻ trai gái đều nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu chẳng đến nỗi đời đời kiếp kiếp mắc phải sự ngược đãi hà khắc này. Hiện thời quốc nạn hết sức nguy kịch, phàm hết thảy mọi người đều nên nhất tâm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu chiến sự mau dứt, ai nấy được sống yên. Ngày 28 tháng 6, Quang đăng bản thông cáo rộng rãi khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm thánh hiệu Quán Âm, gửi cho báo Thượng Hải Tân Văn và tòa báo Tân Thân, bảo mỗi tờ đăng 10 ngày. Mùng 8 tháng 7 bắt đầu, báo tuy đã in ra nhưng khó thể phát trọn khắp. Lại bảo tập Cần Sở tại tàu Hạ Kính in 50 vạn tờ chuyển đơn rộng 7 tấc gửi đến những cơ quan Phật giáo các tỉnh. Do chiến sự phải ngừng in, bài văn ấy không chỉ vì chiến sự, sau khi yên ổn trở lại chẳng ngại gì in tiếp. Tôi cho in bài ấy kèm vào sau cuốn Đạt Sanh Biên, sau khi yên ổn sẽ tùy thời cơ mà lo liệu. Chiến sự chưa ngớt, chuyện gì cũng chẳng thể tiến hành. Gửi cho ông một phần quảng cáo khuyên niệm Quán Âm đã đăng trên báo, xin hãy đừng được bỏ khắp đại chúng thì lợi ích lớn lao lắm. Ngày mùng 3 tháng 8 năm Dân Quốc 26, 1937, trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 1. Lá thư số 35, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Lá thư số 18, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát chính là thường niệm thường cung kính. Chữ thường thụng sang chữ cung kính, hả nên nói chứ chọi là niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát ư? Cần biết rằng hai chữ Nam Mô nghĩa là quy y, đảnh lễ, cung kính, hãy cứu độ con, vân vân. Hiện thời tập Cần Sở tại Thượng Hải đã in 20-30 vạn tờ chuyển đơn phát đi các nơi. Những năm kinh, năm thông, Hán Khẩu, Vô Tích, mỗi nơi đều có người in. Ông chỉ cần in ra phát tặng tại đất Tần. Nhất tâm niệm Phật, không chuyện gì chẳng thực hiện được. Quán Âm từ bi tầm thanh cứu khổ, đặng trong lúc khổ sở cùng cực này, dạy người ta niệm Quán Âm, sau ra họ rất dễ sinh lòng tin hơn dạy họ niệm Phật. Vì con người phần nhiều
không biết đến oai thần của Phật. Đối với chuyện Đức Phật cứu khổ cứu nạn, trong kinh rất ít khi nêu rõ. Nhưng chuyện Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn thường được kinh Đại Thừa nhắc tới. Như phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, chương thứ 25, Pháp Nhĩ Căn Viên Thông của Quan Âm trong kinh Lăng Nghiêm. Chương Thiện Tài Thâm Học Quan Âm trong kinh Hoa Nghiêm, lần thâm học thứ 28. Kinh Đại Bi, chuyện nói về chú Đại Bi và những chuyện Quan Âm cứu khổ. Kinh Biên Hoa nói đến những chuyện khi Quan Âm Bồ Tát tu nhân phát nguyện cứu khổ. Những kinh khác nói đến rất nhiều. Do nhân duyên này, có đời không ai chẳng biết đến Quan Âm là bậc cứu khổ cứu nạn. Đặng trong đại kiếp này, bảo những người thượng đẳng, tức trí thức thượng đẳng, niệm Phật thì dễ. Còn với kẻ hạ đẳng, tức trí thức hạ đẳng, do trong kinh chưa từng nói đến, chắc họ chẳng sanh lòng tin. Vì thế bảo họ niệm Quan Âm. Sau ông lại đem so sánh quá vị thần thông vân vân giữa Phật và Bồ Tát. Cần biết rằng Quan Âm có nhân duyên lớn với thế giới chúng ta. Từ trong vô lượng kiếp trước, Ngài thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi sâu nặng, chẳng lìa cõi Tịch Quang, tức là cõi Phật ở, hiện hình trong chính cõi để thực hiện cứu vớt. Huống chi Ngài còn thi hiện làm Pháp Vương Tử của A Di Đà Phật. Như dân chúng muốn cầu ân trạch của Hoàng Đế, liền hướng về Thái Tử mà cầu. Niệm Quan Âm phát nguyện cầu sanh Tây Phương cũng được mãn nguyện. Do Di Đà và Quan Âm cùng thực hiện một chuyện độ sanh, chứ không phải là hai nghĩa. Đức Hằng được bổ làm giáo viên trường sư phạm Vị Dương. Muốn quan khai thị, hãy bảo anh ta thường đọc Liễu Phàm Tư Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Cần biết rằng cội rễ của sự đại loạn trong nước ta là do Trình Châu bài bác nhân quả luân hồi, cho rằng con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có những nỗi khổ chém chặt xây giả trong địa ngục, lấy đâu để thi hành? Lại do thần thức đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Tức là không có địa ngục, luân hồi, làm lành hay làm ác đều không có báo ứng. Như vậy là ngăn trở kẻ khác làm lành, mặc kệ cho kẻ khác tạo ác. Từ đấy về sau, lý học đều chẳng dám nói đến nhân quả luân hồi. Nên thiện không có gì để khuyên, ác không gì để trừng phạt. Hùa nhau đề xướng rộng rãi thực hành chuyện biến con người thành loài thú. Cần biết rằng cuộc đại loạn này là vì Trình Châu bài xích nhân quả luân hồi mà khởi ra đầu mối. Dẫu quốc gia chẳng đề xướng chuyện giáo dục, đến nỗi cha mẹ trong gia đình chỉ dạy con cái mở mang trí thức, chẳng bảo ban con cái về nhân quả, báo ứng, đạo đức, nhân nghĩa. Thầy giáo trong nhà trường chỉ biết dạy học, soạn văn chương, chứ đối với chuyện tận tụy theo đuổi sự nghiệp
học thánh học hiền, một câu cũng không nhắc tới. Bởi lẽ những hạng thầy giáo ấy từ bé tới già cũng chẳng biết học hành là để học thánh học hiền, chỉ biết soạn văn chương để cầu công danh. Đến khi đã đạt được công danh, bèn cậy thế khinh người, gây tàn hại cho địa phương, mười phần ở tâm chính. Những người tạo lợi ích cho địa phương chỉ được một hai phần mà thôi. Cổ nhân nói: sư giả nhân chi mô phạm giả, có nghĩa là thầy là khuôn mẫu cho người khác. Khuôn chẳng thành khuôn, mẫu không ra mẫu, sẽ gây hại chẳng nhỏ. Cần biết rằng con người cùng với trời đất cùng xưng là tâm tài, tài là tài năng. Trời chẳng biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu, đất chẳng biết dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Con người chỉ 5-6 thước là một vật nhỏ nhoi, sống được 60-70 tuổi, sao có thể sánh cùng trời đất, chẳng thể suy lường mà xưng danh. Nên biết rằng trời đất tuy có thể sanh thành vạn vật, nhưng nếu không có con người giúp đỡ giáo dục sẽ chẳng thành thế đạo. Vì thế con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang đường học cho người đời sau. Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lệ. Tức là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm. Dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mỏng. Chỉ sợ người khác bắt chước ta làm chuyện không ra gì, thì có thể mong thành thánh thành hiền, siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường sao lục nhiều bài để công bố cho những người có chí, lo toan cho người khác được cùng đọc. Ở Tu Châu, phi cơ hàng ngày bay đến 3, 4, 5, 6, 7, 8 lượt cũng không nhất định. Có ngày ném bom mấy lần, có bữa không ném. Có người khuyên quan đi sang nơi khác, quan thà bị trúng bom chết, chẳng muốn chết vì 4-3 nhọc nhằn. Xin đừng nói cho lắm những lời suông. Từ nay đừng nên gửi thư tới nữa, do mọi người đang cầu được sống trong cái chết, làm sao còn rảnh rỗi để thù tiếp được nữa đây. Ngày 18 tháng 9 năm Dân Quốc 26, 1937. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tạm Biên Quyển 1. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 9.